phiên bản Photoshop CC 2017-2018 bổ sung thêm rất là nhiều tính năng mới, và trong đó nó có một cái tính năng gọi là User Perspective. Đây là một cái tiện ích để hỗ trợ cho người mới bắt đầu làm quen với Photoshop. Cụ thể là khi người dùng trỏ chuột vào một công cụ nào đó ở trong hộp công cụ thì sẽ có một cửa sổ pop-up mở ra. Nó sẽ có một cái video nhỏ hướng dẫn minh họa cho người dùng cái cách thức vận hành của công cụ, giúp cho người mới làm việc với Photoshop hình dung ra về cái vai trò và cái công dụng của công cụ. Đối với người mới làm việc thì đây là một sự hỗ trợ rất là tốt. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta đã biết cách làm việc với nó, hoặc là những người mà đã sử dụng lâu rồi, thì cái công cụ này, User Perspective này, lại trở thành một cái thứ mà sẽ gây khó chịu rất là lớn cho cái người dùng. Thì mỗi khi mà chúng ta cứ trỏ vào là nó lại bật ra cái cửa sổ pop-up ra như thế này. Do đó thì nếu như mà các bạn đã thấy khó chịu thì các bạn cần phải biết cách là tắt cái tính năng này đi. Để mà tắt bỏ cái tính năng User Perspective này thì chúng ta sẽ vào Menu Edit. Trong Menu Edit chúng ta tìm tới phần Preference và tìm tới Tool ở trong này. Khi hộp thoại mở ra thì chúng ta có thể tìm thấy cái checkbox có tên là User Perspective này, bằng cách là tắt bỏ cái checkbox này đi và nhấp OK thì chúng ta sẽ tắt bỏ được cái tính năng User Perspective này đi. Và lúc này khi chúng ta trỏ vào một cái công cụ bất kỳ thì lúc này nó sẽ chỉ còn hiện ra cái chữ minh họa cho cái tên, đồng thời là có cái phím tắt. Cái điều này sẽ giúp cho những người nào mà đã nắm được cái công cụ không còn bị khó chịu vì cái chức năng User Perspective này nữa.